phép để hai cháu ra chào mừng quý khách và cha bác hai họ anh chị em thân hữu trong bữa tiệc hôm nay. Hai cháu cha và con thành amen. Lời cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện xin cha ca sáng nó cha chỉ đến, cha thì sẽ đến trên trời. Xin gia cho chúng con hôm nay luôn thuộc hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha thì có nợ chúng con, cho để cha chiếc cam dỗ. Xin cha và con và thánh thần amen. Mọi sự đã được để đốt chàng tháo mừng cho hai cháu Trang và ngày này khá tốt. Các ông, các bà, cha, bác, tất cả để nâng ni, để mừng cho hai cháu được đền đỗ trăm năm. Và trong... Xin mời bà cố và bà nội, bà ngoại và hai ba bà nội, hai ba bà ngoại chúc lành cho các cháu trong niềm vui hôm nay. Nhất là bà nội, xin mời bà nội để chúc lành cho các cháu. Còn không thì bà nội cứ gật người lên cái lúc hai bà nội, rồi hai bà ngoại. Nhưng mà đây thì có hai bà nội, một bà ngoại, còn một bà ngoại thì không ra sống trăm năm hạnh phúc. Người ta nói là đầu bạc mà răng non gì đó. Ôi chúc thì chắc là nhớ nhận lời ngay. Xin mời cụ Trùng Tư để chúc lành cho hai cháu trong ngày hôm nay. Như lời Thánh Sao Nô nói là không cái gì quý cho bằng cái tình yêu mà. Vậy cho nên tôi cũng không cái gì quý cho bằng quý mạng sống cho nhau. Đó là tôi... các bà trùm, các bà, các chị để dùng với hai cháu một ly rượu mừng cho cháu Trang hôm nay chuẩn bị thì ngày mai lên đường đi làm ăn mới. Thì hôm nay cái sự vui mừng đó thì đây bây giờ đề nghị bà quản tiệc bán này, bán các chị anh chị bước sang cuộc đời mới được vui vẻ và được hạnh phúc muôn năm. Hai cô ba trước, bác già này trước. Thôi hôm nay ngày vui của các cháu thì tôi cũng xin thay mặt các cháu là mừng cho trong bàn hôm nay được Chúa Thánh hóa của anh cho tốt, và đề nghị bác giáo thảo sẽ thay mặt cho bàn tròn để chúc lành cho các cháu trong ngày hôm nay để cháu chuẩn bị ngày mai sẽ đón giáo. Mà không biết mai bữa nay là cháu hai muốn đời
Các cháu được xin phép đến để tiếp rượu quý bà và các bác. Hai đứa rồi. Chúc mừng cháu trong năm hạnh phúc. Và hôm nay thì ở đây chắc là xin đề nghị bác Bảy để có đôi lời mừng cho hai cháu. Chị phải uống cho cháu nhé, chị nhắc cho một tiếng. Chị Tư. Thắng bài, thắng lại. Cháu, cháu. Có xe nhà rồi, chúc cho chúng tố, định cho cái lúc xe nhà nữa không nổi. Có nhà, vỗ mà ngon dữ. Đại thì người trong nhà vua rồi. Các tốt và các cháu đến để được mời rượu quý bà và quý chị. Thì ở đây thì cũng thấy rằng với hay mà giỏi thì xin đề nghị là bác sổ cái sẽ mừng đôi lời cho các cháu nó vui. Nói đi cho ta quay đi. Bây giờ các cháu nó xin phép để được đến tiếp rượu quý bác này. Mời chú đây. Cái tôi tư đề anh ạ. Thế vì trước tiên thế này. Bây giờ để anh vào đại diện anh em mâm mình nhé. Vào làm khí đi mọi người. Đấy, làm khí đi. Tất cả những cái sự mà vui mừng thì nhiều người nói rồi. Bây giờ anh em tôi nhắc lại thì nó thừa quá. Nhưng mà cũng đúng hợp lý đó, thì bây giờ trong cái ly rượu này gọi là ly rượu mừng cái ngày hôm quy của cha, gọi là nhận bố mẹ hay là cái nhận toàn họ ngày hôm nay mới biết đầy 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 đủ mặt họ hàng. Còn không là hai quý. Giờ rượu không mà không nói thì đâu có được. Nói rồi đi đó, chúc rồi. Bây giờ rượu nơi anh em lấy hết. Hai cháu. Chúc hai cháu. Và tình thương thì trong tình nhân loại thì cũng là không có tình yêu nào xin ra anh em trong bàn cũng là người chúng ta cùng lớn. Anh không ngồi, nó là dài chỗ này. Trong ngày vui mừng quá thì đi ra đấu đổi giấy. Nhớ là anh các chú để dùng với các cháu mình đi rượu thân mật. Để trước khi trong mời cháu đốt cái nhau có cháu được bắt đầu mình nhé. Bây giờ với là một cái sự vui là vui nhất mà buồn sẽ là buồn nhất này các em. Bữa nay là ngày vui của mình, hôm nay là đạt nhất là vui. Thành thử tất cả mọi người hôm nay để chúc mừng cho Trang và bạn thì chúng ta đều phải mỗi người ly đây. Đấy, bây giờ bạn Trang rót ra để mời anh chị em chúng ta mỗi người ly đây. Có cô đây. À lại có cô đây nhá. Vậy thôi xin bà. Có vậy chúng ta cùng nâng ly. Nâng ly. Vô 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 vô. Bạn cũng dốc này.
quá nó gì rồi. Phải đâu mà quay, chúng ta hãy ăn uống nhiệt tình đi chứ. Đấy. Bữa nay là ngày vui của tớ. Đây có chị Ánh và các bạn. Thì mình cũng mời các bạn cùng đi với mình cùng ly rượu này. Mời các bạn nâng ly.